Hải Triều khi đi tiệc của Khánh Vân, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn, tóc giả quấn ngàn eo. Gì đó bà nội? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Trước đông sao Việt đã đến dự buổi tiệc cảm ơn sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân. Ai nấy đều súng xính với áo lộng lẫy, song sự xuất hiện của nam diễn viên Hải Triều thu hút sự chú ý hơn cả. Có mặt tại sự kiện của đàn em, Hải Triều tiếp tục áp dụng sở trường của anh chính là giả gái. Nam diễn viên chọn cho mình bộ váy trắng thanh lịch, nền nã, đội tóc giả và trang điểm lộng lẫy. Đi kèm với đó, anh không quên kết hợp với một đôi giày cao gót đỏ rực để hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính và yêu kiều. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh đầm thắm dịu dàng, Hải Triều tại sự kiện của Khánh Vân lại quẩy tới nóc bất chấp hình tượng. Nam diễn viên liên tục gây cười với những hành động nhưng hết sức dễ thương, khiến buổi tiệc của đàn em thêm màu sắc. Trong buổi tiệc khi đã có phần ngấm hơi men, anh chàng bắt đầu bung lụa hơn nữa. Nam diễn viên trổ tài khách quốc với điệu Lava Work nổi tiếng của Miss Universe 2018 Katrina Gray. Nhiều khoảnh khắc lầy lội của Hải Triều được bạn bè chia sẻ sau đó cũng khiến fan không thể nhịn cười. Khi tàn tiệc là lúc chính anh cũng không còn nhận ra chính mình. Mái tóc giả từ trên đầu từ lúc nào đã được anh quấn ngang hông. Đăng tải loạt ảnh của mình sau buổi tiệc, Hải Triều viết: "Có những lúc tôi không còn nhận ra tôi nữa và trong tôi cũng đã có những cái tên mà tôi nên né khỏi tầm mắt của họ. Đúng là đi một ngày đàn học một sàn khôn ma." Tại Việt Nam International Fashion Week, công chúng từng có dịp chiêm ngưỡng nhiều bộ sưu tập của những nhà mốt đình đám Việt Nam. Không chỉ vậy, những màn trình diễn của dàn chân dài đình đám V-Mix cũng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trong đó, Khánh Vân và Hải Triều đã thành công tạo nên cơn sốt trong giới mẫu điệu khi cùng nhau khép quát trên sàn runway của chương trình. Trong đêm hội thời trang, Khánh Vân và Hải Triều cùng đảm nhận vị trí kết màn cho bộ sưu tập trước của nhà thiết kế Anh Ivan Trần. Xuất hiện trên sàn runway, bộ đôi diện trang phục tông đen đồng điệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 khoe sắc quyền quý trong thiết kế váy ôm dáng. Diễn viên 9X lại gây bất ngờ khi diện mẫu váy bồng bềnh với thiết kế cắt xẻ khoe vai trần gợi cảm. Anh còn tạo điểm nhấn cho tổng thể bằng mái tóc bạch kim rực rỡ và layout make up độc lạ, đều là những gương mặt quen thuộc của làng mốt Việt. Hải Triều và Khánh Vân không làm dân tình thất vọng trước mặt khách quốc thần sầu trên sàn trên quê. Trước đây, khoảnh khắc Hải Triều không đồng ý khi người hâm mộ đề nghị tạo kiểu tình cảm để chụp ảnh đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, vẫn chấp nhận chụp ảnh kỷ niệm cùng. Thế nhưng khi fan bày tỏ mong muốn đưa tay tạo hình trái tim, anh quay mặt đi và thẳng thừng đáp: "Không em." Sau đó anh đưa ra lý do hóm hỉnh tự nhiên giơ tay trái tim, hai đứa con gái mà giơ trái tim không. Cùng với lời nói, Hải Triều cũng có thái độ dứt khoát khi không đồng ý chụp ảnh theo kiểu fan muốn, dù đối phương ra sức thuyết phục. Rất nhanh sau đó, Hải Triều đã thay đổi thái độ, cười tươi thân thiện khi chụp ảnh cùng nhân vật nữ, dù cuối cùng vẫn không thực hiện kiểu tạo dáng như mong muốn của fan. Thế nhưng anh bù đắp lại bằng cách tự đưa tay thả tim về hướng máy ảnh. Cô gái trong clip cũng tỏ ra rất vui vẻ vì cách phản ứng hài hước duyên dáng của Hải Triều. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lại trên mạng xã hội, Hải Triều nhận được hàng loạt lời khen từ cư dân mạng. Nhiều bình luận nhận xét nam diễn viên ứng xử khéo léo và dễ thương. Có thể thấy anh là một trường hợp hiếm hoi khi tạo được cảm xúc rất tích cực cho khán giả, dù không phải lúc nào cũng đồng ý mọi đề nghị từ fan. Khán giả tỏ ra khen ngợi cho tính cách hóm hỉnh này của Hải Triều. Thấy cưng vậy ai mà ghét được không biết nữa. Cho Hải Triều 10 điểm ứng xử luôn nha. Này mà thi hoa hậu chắc giật giải rồi, thông minh khéo léo quá trời. Chúc Hải Triều thành công cho sự nghiệp, mãi duyên dáng như vậy nha. Ứng xử như vậy fan làm sao mà giận được không biết. Phải nói rằng nơi nào có Hải Triều thì nơi đó đảm bảo có những tràng cười giòn giả vì sự lầy lội chịu chơi của nam diễn viên. Cũng chính điều đó đã giúp Hải Triều ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ đồng nghiệp và các khán giả. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Dan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.